Ngày 7 tháng 9, Công an phường Phú Thọ Hòa phối hợp cùng Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ cửa hàng bán vải bị nhóm đối tượng khủng bố bằng chậu cây, bình thủy tinh. Trước đó, rạng sáng ngày 30 tháng 8, một người đàn ông tới trước cửa hàng bán vải của bà S, sinh năm 1988, ngụ quận Tân Phú, ở đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, rồi vứt khoảng 10 chậu cây trước tiệm của bà và tìm cách đập bể các chậu cây. Bà S cho biết, trước đó vào ngày 28 tháng 8, một người phụ nữ mang bình thủy tinh ném trước cửa hàng của bà. Ngoài ra, bà còn nhận được nhiều tin nhắn đe dọa khủng bố. Thậm chí đối tượng còn đăng tải hình ảnh của bà, nói là chuyên gia lừa đảo chợ vải Phú Thọ Hòa, nhục mạ xúc phạm đến danh dự của bà và người thân. Theo bà S, năm 2018, bà có vay nóng của tiệm cầm đồ 200 triệu đồng. Từ đó đến nay, bà đã trả cả gốc và lãi khoảng 10 tỷ đồng cho khoản vay trên. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tiếp tục uy hiếp gia đình bà để đòi tiền.